Thuật theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình có hỏi rằng trong một khúc xe số tầm trung ở 115 đến 120 khối hiện tại có nổi lên ở hai mẫu xe là dòng xe Honda Future và dòng xe Yamaha Jupiter thì nên lựa chọn mẫu xe máy nào? Thông qua video ngày hôm nay thì mình có gửi tới các bạn mẫu xe Future phiên bản 125 FI của năm 2024 các bạn đang theo dõi trên màn hình. Và đối thủ cạnh tranh trực tiếp là dòng xe Jupiter phiên bản 115 cũng là FI luôn các bạn nha. So sánh chi tiết báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 7. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Future phiên bản 125 FI của năm 2024. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu. Hiện tại thì mình có hai đại lý, một ở Lai Châu, hai là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đại lý thì đều bán giá bán ngang bằng với nhau cho mẫu xe Future các bạn đang theo dõi. Với những bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe. Hệ thống đèn pha cốt sửa bóng LED này trên mẫu xe Future phiên bản 125 điểm này thì nó sẽ nổi trội hơn so với dòng xe Jupiter các bạn nha. Mình sẽ quay trước với mẫu xe này, sau đó sẽ quay với mẫu xe Jupiter để các bạn có thể nhìn ngắm tổng thể chi tiết một cách kỹ hơn. Hệ thống giải đèn Demi và đèn xi nhan ở phần phía dưới của xe. Phiên bản đặc biệt này được trang bị hệ thống phanh đĩa, vành đúc. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh trên màn hình. Với ngàm phanh Nissin 1 bít tông. Hiện tại thì mẫu xe này có hai phiên bản, một là phiên bản phanh đĩa vành nan hoa nữa cho phiên bản tiêu chuẩn, còn phanh đĩa vành đúc được trải trên hai phiên bản là cao cấp và đặc biệt. Cao cấp là những màu sắc nhám, màu bóng, còn đặc biệt là những màu sắc nhám các bạn nha. Vị trí mảng nhựa vàng đồng mới trên phiên bản của năm 2024 cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội khi chỉ ăn xăng ở mức là 1,47 lít trên 100 km. Các bạn nhìn với tem giá năng lượng trên bình ở đây. Đây là mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu số 1 tại Việt Nam chúng ta trong thời điểm này. So với tất cả những mẫu xe được bán chính hãng trong nước thì mẫu xe này đang ăn xăng ở mức cực kỳ là ok. Với khối động cơ 125 phân khối, tuy nhiên kim phun của nó vẫn chỉ là 110 thôi để cho ra cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Mặt đồng hồ thiết kế dạng analog chứa đựng đầy đủ những thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe rồi. Còn lại mọi thứ đều tương tự giống với như phiên bản của năm 2023. Chìa khóa trang bị trên xe là chìa khóa 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Cốp xe cực kỳ rộng, nội dung này cũng sẽ nhỉnh hơn so với mẫu xe Jupiter. Cốp xe này có thể được cắm chiếc full face cả đầu trong phần cốp xe của mẫu xe Future phiên bản 125 FI. Có thể nói một điều rằng trong tất cả những dòng xe của Honda đều chỉ trang bị những màu sắc cơ bản như màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu xanh mà thôi. Còn lại thì nó đơn giản thôi, không có quá nhiều những họa tiết tem xe cầu kỳ giống như dòng xe của Yamaha đâu các bạn nha. Nhưng đối với mẫu xe Future và dòng xe Jupiter ấy, thì cả hai mẫu xe đều chỉ trang bị những cái nội dung trên xe là cơ bản nhất. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe đây. Tích hợp chung đèn xi nhan ở phần đèn hậu của xe các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Được làm vuốt nhọn lên cao, tăng tính thể thao hơn cho mẫu xe Future phiên bản 125 FI này. Giảm sóc đôi phía sau, phiên bản mới đang quay tư ấy, được trang bị giảm sóc trước và giảm sóc sau đều được sơn màu đen rồi. Ngang xe ở phía góc độ bên đây các bạn có thể nhìn ngắm. Trong thời điểm hiện tại thì giá bán của dòng xe Future phiên bản 125 FI này đang được bán mức giá bán dao động trong khoảng tầm từ 31.500.000 đến 36.000.000. 31.500.000 cho phiên bản phanh đĩa vành nan hoa, còn 35-36 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành đúc. Các bạn lưu ý, miền Nam giá bán cũng gần như tương tự. Các bạn có thể nhìn ngắm lại với vị trí mặt đồng hồ trên xe. Chìa khóa 4 trong 1. Rất chi tiết các bạn nha, không cần phải rút chìa khóa để mở yên xe nữa, mà các bạn chỉ cần đưa về vị trí seat này, sau đó ấn vào là yên xe sẽ tự mở. Phiên bản mới nhất năm 2024 đây. Các bạn có thể nhìn cận cảnh. Đến từ Yamaha Motor Việt Nam với địa chỉ Phúc Thắng, Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc. Giá bán trong thời điểm này thì ở những phiên bản cao cấp và đặc biệt là đang hơi cao một chút, cho những bạn nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Lưu ý gửi đến bạn cùng tham khảo thông qua video ngày hôm nay là như vậy các bạn nha. 31.500.000 cho bản phanh đĩa vành nan hoa và 35.000.000 đến 36.000.000 cho phiên bản phanh đĩa vành đúc, trong đó có cả đặc biệt và cao cấp để các bạn có thể theo dõi. Miền Bắc và miền Nam giá bán tương tự giống nhau, các bạn lưu ý cho mình như vậy trong thời điểm hiện tại. Kể cả đại lý ở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán cũng tương tự luôn. Rất đẹp, màu sắc đen nhám này cực kỳ ok. Sau đây thì mình sẽ chuyển qua với dòng xe
Jupiter phiên bản 115 Fi của năm 2023 hiện tại vẫn chưa có phiên bản mới. Đây cũng là một màu sắc đen nhám. Màu đen nhám được trang bị toàn bộ. Tuy nhiên thì bổ sung thêm một số những cái tem xe màu đỏ trắng nhìn khá là ấn tượng và đẹp. Mình đánh giá cao với màu sắc của năm 2023 trên mẫu xe Jupiter này. Giảm sóc sau có thêm phần bình dầu, tăng độ êm ái hơn cho mẫu xe. Hiện tại dù chỉ là 115 phân khối nhưng công suất mô men xoắn của dòng xe Jupiter này thậm chí công suất nó còn nhỉnh hơn so với mẫu xe Jupiter các bạn nha, khi cho ra công suất lên tới 9,9 mã lực. Mạnh mẽ, cho ra nước đề cực kỳ ok luôn với dòng xe Jupiter phiên bản 115 Fi này. Kèm theo đó nữa ấy, là giá bán của dòng xe Jupiter đang cực kỳ tốt. Nó chỉ dao động đến khoảng tầm từ 30.500.000 đến 30.800.000 đồng mà thôi cho các màu sắc khác nhau. Mức giá bán này thì tốt hơn rất nhiều so với dòng xe Future, khi những phiên bản là màu sắc đen nhám của Future lên tới 35-36 triệu cơ. Trong năm 2023 này thì mẫu xe Jupiter này đang được trang bị gồm 4 màu sắc. 3 màu sắc nhám gồm đen nhám, xám nhám và bạc nhám. Ngoài ra thì trước đây có đỏ nhám, nay đã thay thế bằng phiên bản màu đỏ đô bóng rồi. Mình đã có một số video quay cận cảnh, các bạn có thể tham khảo thêm các bạn nha. Thiết kế của dòng xe Jupiter này được làm vút nhọn lên cao ở phần đuôi xe này. Tổng thể thiết kế mạnh mẽ. Phải nói một điều rằng ấy, những bạn thanh niên hoàn toàn có thể lựa chọn dòng xe Jupiter để làm phương tiện điều khiển cho mình hoàn toàn là ok. Giá bán phải chăng, động cơ mạnh mẽ, nước đề tốt. Còn những ai là công chức nhà nước thì mình khuyên chân thành các bạn nên lựa chọn dòng xe Future, bởi cái độ lịch lãm sang trọng kết hợp với đó cũng có thể thao cao cấp một chút các bạn nha, để các bạn có thể quan tâm theo dõi lựa chọn cho mình. Mặt đồng hồ cũng thiết kế dạng analog, vẫn có nút tắt bật đèn của xe. Chìa khóa cũng là 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Đó là tổng thể toàn bộ nội dung như vậy để các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình, lựa chọn cho mình một dòng xe số phổ thông ở phân khúc tầm trung ưng ý ở 115 đến 125 phân khối. Rồi, cảm ơn các bạn của mình. Nếu các bạn đã chảy năng video nữa, nhớ để ủng hộ kênh nha. Rất là các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.